Chào quý bà cô chú anh chị nha. Thì hôm hồi trưa anh 12 với bé Hải có đặt mấy cái là tép ở cả nhà. Thì giờ này cũng chiều rồi chứ giờ cũng chỉ mưa, mấy anh em mình cũng tranh thủ đi ra thăm coi có tép không nha. Để mình vô nhà còn làm để cho mẹ hàng làm bán cơm cả nhà. Gan bán cơm á cả nhà. Kiểu như là tép mẹ mình là ghim á, nhìn ngon lắm luôn á. Ủa 12 đặt ở đâu bên đây điểm lại với người ta? Bên đó thì cả nhà. Bộ mấy anh thấy cũng nhiều không? Cái câu anh 12 hay dậy lắm á. Anh 12 hay dậy lắm luôn á. Hay dậy dậy. Hay dậy á. Nhiều quá nha. Chết nhiều quá. Cầm dây hồi sáng. Để đằng kia kìa. Để đằng chạy đó. Này không để cơm ngụy nhìn cái màu ý sạch. Đổ tôm nha. Tép đi chứ. Đi ra đường này nó đổ quá. Bóp lại. Bóp rồi. Đây, bây giờ mở đổ đi. Ôi, tép ở đây bự hơn tép trên mương của cưng nãy. Đây cả nhà ơi, tép ở đây thằng thấy rồi. Chưa dĩ cho mới gớt ra kìa. Cái con nhỏ nhỏ nó lọt ra. Tép đây tép trước không ha. Ơi nó dính ở đây nữa nè. Nó dính cái chỗ mà mình mở ra mở vô nè. Chỗ cái cửa lợp á. Hết chưa ta? Hết rồi. Một cái. Ơi cái này nhiều quá nè. Đây là cái nhà. Đậu gà chơi trong đó không thấy. Có một cây nhỏ nữa kìa. Có một cây nhỏ. Ê đợt hổm á chị đặt với anh cưng. Chị anh cưng đi đặt hả? Cái cá bể chậu á. Cái bể chậu tôi đẹp rơi luôn á. Ừ, ngẫm luôn hả? Mày rồi thả hè rồi. Hai gia đình hả? Cái này nhiều nè, cái này nhiều nè bé Hải. Nói gì? Hai gia chồng tép. Hổm giờ mình đặt cũng lấy lại được chắc cũng cỡ 10 lọt rồi đó cả nhà. Lấy tiền ra được. Đây là tép đây bự nè, có tí chậu nè. Có chậu này nhỏ. Rồi hổm con cá thì nó bự mà cái đuôi nó dài mà cái đuôi nó uống đẹp lắm kìa. Cái này còn sống à, cái còn sống. Trời ta kiểu đó hồi cũng ngồi lên trên. Đây ngô xanh hả? Ủa anh đi lên kia hả? Về kia à? Mình cầm ở bên kia hay sao ta? Ừ, đẩy mấy cái lọt vô đó đi. Nè, cho mọi người cái tép. Nè, cho cả nhà. Ơi nó văng ở mặt cứng vậy? Đâu có. Tép này bự bự không à. Này, tép trứng nó bự. Nó còn tép trứng này nè, nó to to nè. Đây, tiếp theo nha cả nhà. 4 cái nữa, 8 cái. Là bên đây hết rồi đó. Ôi, tép bự không à. Nhanh vô để trời mưa cả nhà. Em ơi hai đây cầm giùm em đi. Nha, con đậy lại giùm em cái. Bên này ít ha. Thức ăn còn. Ôi, có con tép bự quá kìa. Này cả nhà con tép. Rồi, nhảy luôn. Rồi, ôi. Wow, cái này nhiều này nha. Đó. Con cá cá lô kín nó chui vô nữa kìa. Nãy có cá lô kín thả rồi. Ốc này sao cho nó ra. Tại nó đây chui ra không chứ. Này cá lô kín mình thả nó ra nha, nó chui nè. Nó vô hồi sáng. Hồi sáng em bắt được cá lô kín bự lắm luôn á.
Đúng rồi. Ê, cái lọc này cá tép bự mà nhiều lắm nè. Dính con ốc trong này. Trời, cũng hôm nay cũng bộn lắm luôn nha cả nhà ơi, đi thôi. Đây thì mình thăm bên mương mình của bác ba xong rồi, còn bên đây thì hồi sáng đặt bên đây mấy lọt vậy anh? 6 cái nha. Thì mình sẽ xuống mình ngồi trên cái con tàu của chú Sáu. Có mấy cái mấp giống nữa kìa. Hết rồi. Dạ hết luôn rồi chú Sáu ơi. Anh chị mấy cái nha. Đây, rồi mình sẽ đi theo anh 12 nha, bé Hải, cho bé Hải ở trên đi. Ngồi đàng hoàng nha. Ok. Có chiếc xuồng ba la. Đã quá. Đây cái vườn mớp của chú Sáu thì cũng đang cúng. Bên đây chút coi. Ở ngay giữa. Ở. Đây. Đây là anh 12 nha. Rất là tăng động. Anh tới chưa anh? Nãy mà kia đang hả? Thuốc ngoài đầu máy rồi. Dữ vậy sao? Vậy là mình sướng quá trời, mát quá luôn á. Du ngoại. Nhà thôi là giờ này cũng 3:30 mà trời ổng chỉ mưa nên mát đó nha, chứ không nắng thì chịu không nổi luôn. Nặng mà. Em có làm việc tí à. Bé Hải nó tép nhiều quá, bé Hải đi căng cả nhà. Mình thì nó không tới 1 ký mà bé Hải nói là 1 ký tép, nên bé Hải tức quá đem cái hào đi căng luôn rồi. Nên nó trên bờ luôn rồi. Mình với anh 12 đi thăm à. Mình thăm để lật lên bờ mình đổ luôn. Bữa nay chú Sáu xả nước ra cả nhà nên nước nhìn nó ít lại á. Tại vì mấy bữa nay trời mưa nên là xả nước ra, sợ là mưa nhiều quá rồi nước có nhiều á, nước không kịp á. Bên đó hả? Kéo qua đây đi chứ mắc cái máy đó. À, em tưởng đâu tới bên đó. Ê, ép nhưng bạn ham hơi bắt cá. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ ngồi ở đây đợi ảnh đi lấy lợp lại. Nửa lợp không anh? Bữa nay hát hả? Hai chồng cá, hai chồng tép. Tính ra hai chồng nhăn trơn chấm. Nếp nó bự không? Đừng đứng, đứng đi. Tép bên đây nhỏ nhưng mà nhiều lắm luôn. Nhớ hồi sáng anh đặt anh có cụ cái gì đó, dây gì, cục cây gì đó bên đây nè, giáp bên đây nè. Hồi sáng em có quay giáp bên đây nè. Đây bé Hải đi căng về. Kéo bán gì ha. Các bạn kéo thì căng luôn. Gây chưa, gây chưa, gây chưa. Là Hải ơi, không có bằng bên bển. Rồi, ra đi lấy. Đã, đứt qua không lên. Đã bé Hải. Đây, cặp bến an toàn cả nhà. Cô là 6 cái, đây còn 5 cái à? Còn cái đây nữa nè, cái bên nè. Yeah.
nữa. Còn cái ở đây nè, 12 dẹp cái xuồng đó. Còn cái này trồng bông tơ nữa này. Dạ. Đây, tép ở bên đây nó hơi nhỏ nhưng mà vẫn nhiều. Ít hơn bển. Ít hơn bển. Nhỏ hơn. Bỏ mồi kia cũng ra để muốn tạo nửa lợp luôn á. Không mà cũng nhiều mà đâu ít đâu. Nhà cái này nhiều lắm luôn nè. Đây này cả nhà, cái này nhiều lắm luôn. Cái này mà gặp một hộp dịch thì bữa nó về tới tay rồi, bữa đó ăn nhiêu đổ rồi ăn. Dở rồi ăn nhiêu. Cái đó nhiều hơn. Cái này nó bị đi ra bớt. Bữa này tép nhỏ, cái này nó hơn nè. Nhà mà này có hư hay mua lại là kiếm mấy cái ít ít hơn bên kia rồi. Cái này mà chi, cái này mà cúng á. Gan cúng hả? Hết luôn, cả làng ngang. Đã luôn. Chắc thằng Mê làm mỡ cúng quá. Rồi cái này nó mới đủ 1 kg nè hả? Trừ cái hao luôn, nhiêu đây chắc cũng đủ 1 kg á cả nhà. Ôi, nhảy tí tung luôn. Nhưng mà tép ở đây nhỏ nha. Nặng hơn ký đúng rồi. Hằng cũng xin kết thúc video tại đây nha quý ông bà cô chú. Nếu cả nhà thấy video của Hằng hay thì cho Hằng một like và đăng ký kênh nha. Tép này thì là Hằng sẽ đem về cho mẹ Hằng bán cơm nha cả nhà.